Hết, tôi xin gửi lời cảm ơn thầy Thiện Pháp, trụ trì chùa Long Khánh. Bởi vì hôm nay thầy tạo duyên cho tôi về đây gặp gỡ Phật tử. Thì hôm nay cũng nghe thầy giới thiệu là đạo tràng của mình đây lập ra mà niệm tu niệm Phật an lạc, mà hôm nay được tới lần 66 rồi. Thì vậy đạo tràng này cũng lâu lắm rồi. Thôi vậy đầu tiên tôi lần tiên gặp gỡ với tất cả Phật tử, tôi xin chúc tất cả Phật tử hãy dồi dào sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, và quan trọng nhất là mình đã khai mở trí huệ mô Phật. Thì như Phổ Minh nói, tại sao mình niệm Phật là cần phải khai mở trí huệ? Bởi vì từ xưa giờ mình cứ theo cái khóa tu tịnh độ chung bị nhau dân gian, mình nghĩ tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà chỉ 6 chữ A Di Đà nhất tâm thì giảng sanh Tây Phương, thì cái câu nói ấy thì nó không sai. Nhưng tới thời buổi này Phổ Minh nói, nếu mình nghĩ như vậy thì mình niệm mãi không giảng sanh được đâu. Bị thế sự bây giờ do cái nghiệp căn chướng nghiệp của mình dày lắm, mà hôm nay mình dùng cái năng lực niệm Phật không thì không đủ, nên cần phải khai mở trí huệ nữa. Đó. Cho nên từ đó hôm nay thì Phổ Minh suy nghĩ như vậy. Thì buổi nói chuyện hôm nay Phổ Minh xin chọn đề tài niềm tin là sức mạnh. Tại sao nói là niềm tin là sức mạnh? Vì từ xưa Phật tử mình niệm Phật đấy, không có niềm tin hay sao? Có. Nhưng mà niềm tin đó thiếu đi sức mạnh. Là ý hôm nay tôi muốn nói thêm một vấn đề để cho quý vị biết, quý vị hiểu, để cái lời niệm Phật, câu niệm Phật mình có sức mạnh. Mà sức mạnh đó đâu phải là tiếng vang A Di Đà Phật, mà sức mạnh đó là từ trong nội tâm mình xuất hiện ra. Mà nội sức mạnh trong nội tâm đó là gì? Do sự trí mình đã chuyển tâm, tức là dùng cái trí huệ của giáo pháp Đức Phật để chuyển được cái tâm lực nghiệp chướng của mình, thì lúc đó mình mới niệm Phật giảng sanh mới được. Nên quý vị biết, ở nhiều các đạo tràng khác, cũng nhiều chỗ chùa khác mở ra những cái niệm Phật đường, cái niệm Phật giảng sanh đó, rồi để cho người bệnh, người già đến đó sắp chết để niệm Phật. Mà niệm Phật mà khi họ chết rồi thầy nói là được giảng sanh, mình có chắc không? Chỗ này thầy chưa biết. Rồi cái thứ hai, họ nói có những người chết tay chân cứng ngắc hà, niệm Phật 5-3 tiếng, 8 tiếng nó mềm lại như vậy, Phật rước, có chắc không? Chỗ đó thầy cũng không biết nha. Vì sao mà nó không biết thì nói vậy nè, đâu phải người chết gương mặt hồng hào, tay chân mềm dũng là được giảng sanh Tây Phương đâu. Có nhiều người, quý vị thấy ở làng xóm mình, nhiều người suốt đời họ không đi chùa, họ chết họ vẫn hồng hào, tay chân vẫn mềm xèo. Vậy mình nói người đó tại không A Di Đà chắc không giảng sanh. Mà như họ không A Di Đà, họ vẫn không chết, họ chết nương gương mặt vẫn hồng, tay chân vẫn mềm. Đó hiện tượng ở làng xóm thấy rất nhiều. Thì như vậy nói là khi giảng sanh, khi niệm Phật mà khi người cái xác cái người đó họ tắt thở, gương mặt hồng hào, tay chân được mềm là giảng sanh, thì như vậy thầy cũng nghĩ chưa đúng, phải không? Mà đây mình nói là hiện tướng của sự cái điềm chết an lành, tức là người mà chết gương mặt hồng hào, tay chân mềm nhũn là người đó chết trong nghiệp thiện, tức là họ chết trong nghiệp thiện, thiện nghiệp, mà thiện nghiệp này cũng chưa đủ sức để giảng sanh Tây Phương đâu gì. Vì sao ạ? Từ cái cõi địa ngục và lên tới cõi trời á, tức là mình còn nằm trong 6 đường luân hồi á, thì mấy vị thấy ha, chỉ có 3 đường ác mới hiện tướng sâu, tức là khi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì chết miệng đỏ trong cái cõi giới đó, thì mình thấy cái hiện tượng sâu. Còn cái người mà được sản sinh vào cái giới Atula nè, sau này được đầu sai làm người nè, hoặc là sanh lên cõi trời nè, những người đó đều chết có điềm lành, thấy không? Thì như vậy để mình quả quyết chỗ này nè. Cho nên chỗ này thầy muốn nói để chi? Để mình phát huy, mình làm sáng lạng lên cái tông phái của tịnh độ, hoặc mình làm cho cái phương pháp niệm Phật càng tỏa sáng ra. Mình hiểu được vậy, mình giữ niềm tin tu hành. Thì bây giờ quý vị biết á, giờ mình nói rồi, hay nói vậy, giờ nói chung đi, nói chung vậy, nói về tôn giáo, giờ đây thầy nói về niềm tin. Hay bất cả tất cả tôn giáo nào cũng có niềm tin hết,
niềm tin. Nên đến đó cho người Phật tử mình đa số, có nhiều người họ nói trên thế gian này nhiều đạo lắm, họ nói đạo nào cũng vậy. Thì mới đầu nghe mà nói đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng dạy người ta ăn lành ở hiền, em nghe đúng không? Thì đúng, có đạo nào mà dạy ta làm ác đâu. Nếu làm ác ai theo? Thì chính tỏ là đạo nào cũng dạy ta làm hại, làm ăn, nhất là ở hiền làm lành. Hả? Mà ở hiền làm lành, mà nếu mình nói cái đó thì đúng, nhưng mà ngược lại đi sâu vào mỗi tôn giáo có khác nhau. Nên thầy nói chỉ Phật giáo mình là không giống tôn giáo nào hết. Chứ còn đại mình nói thì nói đạo nào cũng đạo nấy đó, là mình nói lấy lòng cho nó vui vẻ chứ mọi người. Còn cái vị nào nói đạo nào cũng vậy tức là mình chưa hiểu đạo Phật là gì. Mà nếu mình là Phật tử mình chưa hiểu đạo Phật tức là mình đang nhạo báng Đức Phật. Vì Đức Phật xưa có nói ai tin tưởng ta mà không hiểu được ta người đang nhạo báng ta. Mà đây thầy nói đạo Phật không giống như các đạo khác, mà mình nói đạo nào cũng vậy, như vậy mình đang nhạo báng giáo lý Đức Phật. Đó. Ha. Rồi cái đặc biệt thứ hai nữa là thế gian họ nói mình đi tu á, là hàng mê tín, ha, thiếu sự hiểu biết, trình độ khoa học ở trình độ văn hóa chắc thấp, mới bị người mấy ông mục sư hay mấy ông thầy ở trong chùa lừa. Nhiều người hỏi nói mình đi chùa vậy là mê tín á, ha. Rồi sau này á, họ nói khoa học phát triển lên, bây giờ người ta khám phá ra, ha, bệnh này do nguyên nhân nào tạo ra, sấm chớp mưa bão do sao tạo ra, người ta phóng phi thuyền lên vũ trụ, lên cung trăng, rồi họ đi qua tới sông Mộc, sông Kim, tương lai con người sẽ đến. Ở đây mà còn tin tôn giáo, nhiều họ nói vậy, mà họ nói như vậy đó gì, mà mấy vị nói, họ nói vậy thì họ nói đúng không? Có người mình Phật tử mình nói là cho là đúng. Bởi sao ạ? Bởi vì mình đến với đạo Phật, mình ngồi thiền, mình niệm Phật lâu ngày, mình không cảm ứng được gì hết. Rồi đâm ra mình nghi ngờ giáo lý Đức Phật nói. Nhưng mà người đời họ nói về khoa học, mình lại tin. Vì họ nói tới đâu, họ có chứng minh tới đó. Thấy không? Nhưng mà đó một số cái đó như mình nói cái chung nữa. Nên thầy nói cái đó mình để qua bên. Cái hai nữa. Nếu nói khoa học phát triển thì làm cho tôn giáo bị yếu đi. Hoặc là nói là khoa học là nghĩa địa chôn tôn giáo. Có người họ ý vào học họ nói vậy á. Nhưng mà ngược làm suy nghĩ, nhưng người hay để ý, hoặc tới để ý thời khởi buổi khoa học càng phát văn minh càng phát triển chừng nào, có người đã theo tôn giáo nhiều chừng đấy, nó lạ kỳ chỗ đó. Nghe thấy không? Bây giờ ở trên thế giới rất nhiều tôn giáo có mặt trên thế gian này, mà chẳng những có những tôn giáo chuẩn bị sanh ra đời nữa. Có người họ tư tưởng họ là tôn giáo mới nữa. Cũng như cách đây mấy ngày thôi, chưa đầy một tuần lễ, thì ở nhà nước chính phủ mình đó, đã công nhận ở Việt Nam mình có một tôn giáo mới. Mà thầy nghe tôn giáo là rất lạ. Quý vị biết tôn giáo gì không? Nó là tôn giáo này, nó là cuộc sống đời sau của Chúa, hay gọi tắt là mặt giáo. Ở nhà nước mình mới công nhận cái đạo đó đó. Thầy nghe chứng tỏ rõ ràng là tôn giáo đang phát triển, chứ đâu phải khoa học trong là một trong tôn giáo đâu. Mà tại sao có người niềm tin, tại sao có người tin tôn giáo ra đời là tại có người mình có niềm tin. Thì niềm tin đó đó mình tin thế nào ha? Nhưng mà cái buổi này mình quý vị biết, con người của mình nó khoa học càng phát triển thì làm cho cái niềm tin, cái sự sống của con người mình đàn đảo lộn, làm cho cuộc sống mình tương lai mình thấy nó mất cân bằng, nó làm như mình thiếu chỗ dựa vậy. Và thấy hồi buổi gần đây bà có cái gì thấy không? Hỏi mình cái tính là vào thế kỷ 21 này là thế kỷ của hòa bình, thế kỷ văn minh, nhưng mà gần đây vừa đầu thế kỷ thôi, mình thấy thế giới này hầu như chuẩn bị có một chiến tranh lớn, chiến tranh lớn. Cách đây vài thập kỷ về trước, chiến tranh là chuyện bình thường, nhưng thế kỷ này chiến tranh nguy hiểm gì? Mấy kỷ mình thấy mầm móng từ bên Trung Đông đến Châu Á, chỗ nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Mà chiến tranh thì này là chiến tranh dùng vũ khí rất là lớn, vũ khí hiện đại. Họ không cần phải đổ bộ binh vô như ngày xưa nữa,
đánh nhau từ xa. Đó, vậy nếu mà đánh nhau từ xa vậy thì mình thấy nguy hiểm cỡ nào. Mà như vậy mà tại sao cái chính chỗ đó nó làm cho con người chúng ta? Kinh tế toàn cầu bây giờ là kinh tế liên kết. Nếu mà xảy ra chiến tranh một cái hả, cũng như mắc xích của Sơn mình đó, nó đứt cái nó rần ra hết. Công nhân Việt Nam mình để ý kinh tế mình đang phát triển phát mạnh vậy, nhưng mà ở châu Á xảy chiến tranh một cái, dân mình nghèo là cái gì? Vì mình toàn sống bằng công nghiệp. Đa số giờ tỉnh nào khá giàu là tỉnh có nhiều công ty, sở công nghiệp, khu công nghiệp. Mà công nghiệp mình thì liên đới với nhiều kinh tế nước khác. Mà nước khác có xảy ra lộn xộn cái rồi nè, nhà máy xí nghiệp ngưng làm việc, hàng vạn, hàng chán, hàng trăm ngàn công nhân mất việc làm. Nguy hiểm vậy. Còn ngày xưa nó đói, mình còn vô rừng, mình hái trái này cái kia ăn, đào cái củ này, củ nọ để sống. Nhưng bây giờ rừng đâu mà kiếm. À. Cho nên mình thấy trên từ cái đó mình cảm thấy có nhiều người trong cuộc sống họ có bất bên về cái tư tưởng, họ cảm thấy có cái gì cuộc sống nó không đảm bảo cho họ, nên tự nhiên cái họ nghe cái tôn giáo là họ tin, vì họ nghĩ tin tôn giáo là cái gì linh thiêng đó, cái gì cao cả hơn cái đó, mình để dựa vào đó có thể cứu rỗi được tâm hồn mình, họ nghĩ vậy đó, rồi họ tin tới đầu cái chỗ đó, cái chỗ tin như vậy đó, làm cho tôn giáo dễ phát triển. Cho nên mình tin thì như vậy thầy thấy không được, nhưng mà ngược lại thầy chúc mừng Phật tử mình. Mừng sao? Bởi vì thời buổi này tôn giáo phát triển rất nhiều, nhưng quý vị vẫn được làm Phật tử Phật, quý vị là những tín đồ của tôn giáo Phật giáo, hãy mừng cho nó. Bởi sao? Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý để khai mở tâm linh, khai mở trí sáng của người, chứ không phải đưa con người đến chỗ mê tín ngu muội. Các tôn giáo khác có giáo chủ, có một người siêu năng lãnh đạo, cho nên mình gửi hết tất cả tâm hồn tâm tư mình cho người ấy, ngoài ra mình không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà cái đấng siêu nhiên đó, những người cao thượng đó có gì minh chứng họ là đúng? Nhưng mà ngược lại, đạo Phật mình không có đấng giáo chủ tối cao. Qua câu nói của Đức Phật, ta là Đức Đạo Sư, chỉ hướng dẫn chỉ đường cho các ngươi đi thôi. Các ngươi muốn đến được đích thì tự mình mà đi. Mấy vị thấy đạo Phật mình đặc biệt chỗ đó. Nên từ đó đạo Phật của mình cũng đi vì niềm tin mà đến. Nhưng mà đến với Ngài, đến với đệ tử của Ngài sẽ giúp quý vị có một trí huệ tự soi sáng cho mình đi. Cái đó là quan trọng, tức không bị người khác lừa. Cho nên quý vị thấy, khi mà có mọi người có niềm tin chân chánh rồi, có trải qua sự suy xét xét đoán, có trải qua sự trải nghiệm tu hành rồi, thì niềm tin đó không có gì lai chuyển. Bởi vậy hồi bây giờ mình thấy nhiều Phật tử mình vẫn còn nghe tại sao có người họ là đã theo Phật giáo rồi, họ đã quy y Tam Bảo rồi, họ có pháp danh rồi, mà thỉnh thoảng mình nghe con số người họ cải đạo, tức là họ bỏ đạo Phật mà nó qua đạo khác. Thì như vậy qua đạo khác hay đạo đó, họ cho đạo đó phải linh thiêng hơn, phải cao siêu hơn, phải tài giỏi hơn, không có theo chứ ai mà mình theo một cái đạo dở hơn đâu, phải không? Thì tại sao họ nghĩ đạo khác cao hơn hay hơn mà họ bỏ đạo Phật họ theo? Bởi vì họ chưa có sự hiểu biết của giáo lý Đức Phật, họ chưa có tri kiến của Đức Phật dạy cho họ. Tức là thầy nói những người này niềm tin chưa có sức mạnh. Mà người mà hiểu được tư tưởng giáo lý Đức Phật rồi, mình trở thành một chỉ chủ nhân ông của mình rồi, theo Đức Phật dạy rồi, trời có sập, mai có tận thế, chiến tranh xảy ra, mình vẫn bình thản, một lòng tung hành với Phật mà tu hành. Cái đó là sức mạnh của niềm tin là Phật, mình là muốn bay trong chỗ đó. Nên đây hôm nay thầy muốn nói với vị là nói chỗ này. Quý vị biết không? Cái ngày xưa nước Afghanistan bây giờ đang lộn xộn dữ lắm bên đó đó. Ngày xưa cách đây trên 1.000 năm, thầy có thể khẳng định là Afghanistan là một giáo, một quốc gia là Phật giáo là một quốc gia. Vậy tại sao thầy nói vậy? Mình nói không minh chứng. Thí dụ như vậy, bây giờ cái hồi mà năm 2000 ấy,
cái tội hồi cái bọn Hồi giáo Taliban khi mà nó quyết định là nó phá hủy ba cái tượng Phật lớn nhất ở thế giới, tức là ba tượng Phật này là được điêu khắc, được khắc vô trong vách núi đá đó. Đó, mà tại sao cái bọn Hồi giáo Taliban nó phải phá ba tượng này? Bởi vì vì biết là cái nước Ai Cập, cái nước Afghanistan trở thành hồi nước Hồi giáo cách đây 1000 năm rồi, mà nó nghĩ tại sao đã Hồi giáo chiếm lĩnh đất nước này đã 1000 năm rồi mà tại sao nó thấy còn những người âm thầm theo đạo Phật. Nó suy nghĩ ai là niềm tin của nó, ai là chỗ dựa của nó, nên nó nghĩ chắc là ba ông Phật này nè, ông Phật đứng núi đá này nè, nó là làm chỗ dựa cho nó nè. Cho nên cái tuổi Taliban đó, nó quyết định nó đem thuốc nổ, pháo bom nó đặt vô trong vách núi, quýnh cho bởi ba cái tượng đó. Bây giờ hay chưa? Tức là ba cái tượng vô tri vô giác đứng trong vách núi đá mà tụi nó còn sẽ sợ. Mà tại sao không phải là dựa vào ba cái đó mà người ta còn ngấm ngầm cái đạo Phật đâu? Bởi vì cái người mà ngấm ngầm cái đạo Phật, bởi vì họ đã hiểu được Đức Phật. Dầu đạo Phật không còn tồn tại trên Afghanistan, nhưng họ vẫn là tín đồ Phật giáo âm thầm. Đây là sức mạnh của sự hiểu biết, đó là niềm tin sức mạnh họ như vậy đó. Mà nhưng mà đâu cũng vậy, chánh ra chánh, tà ra tà, cuối cùng chẳng bao lâu cái khối quân sự Taliban bị thế giới tiêu diệt. Rồi Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước góp tiền nhau lại sửa lại ba cái tượng đó, thì ba tượng đó nay là sửa xong rồi, thấy không? Thì như vậy, bởi vậy bắt đầu thầy mới suy nghĩ vậy, với vậy Phật tử mình tu sao? Nên niềm tin này thầy phân loại ba loại niềm tin để quý vị hiểu, quý vị thấy, để mình xem có mình ở niềm tin nào. Nếu mình chưa đạt được nên ráng cố gắng tu hành, học hỏi, phát triển thêm. Thứ nhất là niềm tin, tin vào một người khác mà thiếu sự suy xét, sự phán đoán của mình. Và niềm tin thứ hai là niềm tin có suy xét, có phán đoán, có ứng chứng qua giáo lý Đức Phật rõ ràng, nhưng mà người đó lại có cái tâm ngã mạn. Rồi là hạng thứ ba, niềm tin không qua lý trí quán xét theo dựa giáo lý Đức Phật, mà người này rất hiền hòa, hòa hợp tới dưới mọi người. Thì như vậy ba loại này, thì cái loại thứ ba thầy mới nói là niềm tin chính đáng. Vì sao? Niềm tin thứ nhất, niềm tin mà không qua phán xét suy đoán, là niềm tin kia là niềm tin mù quáng. Tức là mình cứ tin một đấng thầy nào đó, một đấng thiêng liêng nào đó, hoặc một giáo chủ nào đó, họ ca ngợi cho mình, họ giới thiệu cho mình, cái là mình tin mình theo, mình nghĩ là người đó sẽ cứu giúp mình thôi, ngoài ra mình không nghi ngờ gì cả. Thì niềm tin đó thì quý vị biết có những tôn giáo họ sử dụng như vậy đó, mà cũng họ rất đông tín đồ, vậy họ tin cái đấng giáo chủ đó sẽ cứu rỗi được họ đó. Và thời buổi này có những người vẫn tin vậy, mà tin vậy là sao quý vị không? Đó là tính, đó là khởi hưởng cái yếu nhược của con người mình, yếu nhược của người mình. Quý vị biết đạo Phật mình, đạo Phật vĩ đại lắm, mà đạo Phật mình vĩ đại cũng mình phải suy nghĩ, cũng có người lợi dụng đạo Phật mình để làm mốt méo giáo lý Đức Phật mình. Có người lợi dụng đạo Phật để học mốt méo giáo lý của mình, nhưng mà người ta vẫn tin, vẫn theo rất đông. Vì biết hiện nay ở bên Campuchia có một vị họ tự xưng là họ Minh Sư, họ là một đấng ở bề trên được ơn trên chọn họ để cứu độ chúng sanh. Có thể là họ gọi người ông ấy là Phật sống. Thế là Phổ Minh biết, nghe Phật tử đồn như vậy, Phổ Minh biết thật hư ra xa. Phổ Minh cũng đi qua Campuchia để ý kiến đại sư đó thế nào, nghe họ đồn hay quá. Nhưng qua đó rồi thầy mới hết hồn. Không biết ở đây ở Vĩnh Long mình chắc có người theo, có chắc biết đó không? Chứ bên đó thầy kỳ đợt thầy qua đó hả? Phật tử dồn về đó hả? Mỗi tháng dồn đó về đó 3 ngày để tu hành, 7 ngày để tu hành, mà dồn về một lần vậy cả ngàn người.
để theo minh sư nó tu hành, để nghe minh sư nó dạy đạo. Nhưng mà ba thầy qua đó thầy ở 3 ngày, khi thầy nghe ngài thuyết giáo 3 ngày là ngày, chứ chuyến đi đó thầy dự định đi qua 7 ngày. Nhưng mà thầy chịu đựng, thầy cầm cự tới 3 ngày là thầy nhất quyết thầy về Việt Nam thầy ông ở nữa. Bên thấy chỗ này không phải minh sư. Chỗ này là chỗ nguy hiểm. Ha. Bởi vì con người mình họ tin, mình tin cái là mình ai hứa hẹn gì là mình tin. Mình nghĩ họ họ tự xưng họ là Phật sống là mình tin. Nhưng mình chẳng kiểm nghiệm gì hết, chính mình tin họ Phật sống, họ nói gì mình cũng vội tin. À, tại sao thầy nghĩ tại sao họ khách học heo? Học heo vậy nè, ông ta nói vậy, nếu các con mà theo sư phụ thì sư phụ đã cứu hết của quyền năm đời các con lên thiên đàng. Sướng không? Khoái, nghe sống khoái. Cái thứ hai nữa, nói vậy, khi mà các con mà được sư phụ họ tâm ấn cho thì công năng tu hành các con bằng 50 năm của người tu bình thường. Thầy nói trời ơi dữ dằn thiệt. Mấy vị coi, chỉ cần mình qua hành theo ngày, ngày lấy tay so đầu của mình cái là khỏi tâm ấn đó ha. So đầu cái là công năng tu hành của mình bằng 50 năm người bình thường. Tức là mình ngang hàng với Hòa Thượng đó. Cái gì với Đạo Phật mình nói đó, Đức Phật cho xuất gia tu học tới 20 tuổi ngày mới cho xuất gia. Bởi vì dưới 20 tuổi là cái thuộc tính con nít ha, suy nghĩ chưa chín chắn ha, suy nghĩ chưa chín chắn, nó hành động chưa đúng. 20 tuổi làm chủ được nó làm mới chín chắn. Cho nên tuổi này nó biết lựa chọn đường nào đi không đi, tức là nó làm chủ được cái ý muốn của nó. Nên lên tuổi này Đức Phật mới cho xuất gia. Cũng như nhà nước mình cũng vậy ha, bầu quốc hội là từ 22 tuổi lên hơn mới cho bầu quốc hội, còn dưới nữa không cho, bởi vì tuổi đó chưa đủ trưởng thành. Thì như vậy thì rõ ràng mình theo ngài, ngài đồng ý theo ngài, ngài khó tâm ấn cho cái là mình bằng Hòa Thượng. Nên mấy người đại tử của ngài nó tu hành, nó theo ngài, nó về nó coi thầy Việt Nam rẻ, nó nghĩ đó là bực ngon lành. Thì cái gì sao? Rồi cái nữa, ổng không nói ổng là Phật thầy, ổng không nói ổng là Phật, mà ổng nói câu gì? Chúng sanh giờ vô minh lắm, khi Phật xuất hiện trước mặt nó không biết. Cũng như sư phụ vậy nè, nếu sư phụ về miền Tây, sư phụ nói sư phụ là thầy Tây An, cái nó đè thầy xuống sợ sư phụ xuống sông, bị nó đâu có biết. Là ý ông nói vậy là ý nó mình vô minh, và nó nói Phật Bồ Tát hiện ra trước mặt mình không biết nữa. Mà giờ nếu Phật Bồ Tát thật sự hiện ra mà nói tao là Phật Tây An lấy đè đầu xuống sông, ý nó mình bôi nhọ thầy nó. Yêu nói như vậy là ông nói sao? Em nói trời mình nghe mình ớn chưa. Là cái thứ tư nữa, cái này thầy bỏ về Việt Nam. Ông nói là sư phụ là người Việt Nam, nên sư phụ rất yêu quý Việt Nam, yêu con người Việt Nam, yêu quê hương Việt Nam, yêu con người Việt Nam. Sư phụ về đây mở đạo tràng để cứu người Việt Nam. Nếu ai theo sư phụ tu hành, đó là những đứa con yêu nước. Tôi nói trời ơi, giờ tuyên trì chính trị nữa, ở nước ngoài mà yêu nước gì. Mà cái giáo phái đó giờ đang mở ở tại thành phố Đông Bình, tháng nào người ta cũng tổ chức qua đó hết. Tôi nói vậy ở trong đạo tràng này các người biết nguy hiểm không? Thì như vậy bây giờ thấy niềm tin đó gì đó, niềm tin thứ nhất đó, niềm tin mù quáng, thấy không? Người tu hành chân chánh khi họ chứng đắc quả A La Hán, Phật đắc thành Phật, thì họ càng giấu mình, họ không bao giờ khoe khoang họ là ai. Chỉ có ma quỷ mới khoe mình là ai, phải không? Nên người ta thường nói những người bất bình thường á mới muốn làm những chuyện phi thường, còn những người mà phi thường họ chỉ muốn làm những chuyện bình thường, phải không? Thì những người mà đắc đạo chân chánh thì họ làm rất chuyện rất bình thường, còn những người mà tỏ vẻ muốn làm chuyện phi thường là như bất bình thường. À, cái đó đó mình tu mê tín là vậy, tức không biết phán đoán. Còn thầy chưa phải là bậc thứ ba, nhưng có thể là mình theo Phật, học với lý Phật, mình là thầy người thứ hai, là mình đến với đạo có niềm tin, có sự phán xét.
có sự phán xét, có nương dựa vào lý Đức Phật để nhìn thế gian, dùng giáo lý Đức Phật cơ bản để dùng đó làm trí huệ mình quán xét. Nên thầy mới qua bên Campuchia, thầy Khái Dĩ Minh Sư đó, thầy thấy không ổn rồi, thầy mới về. Còn bao người khác họ rất tôn kính, thấy không? Thầy như vậy, mình tu như vậy là dễ bị lừa. Rồi bây giờ mình phải suy nghĩ, thầy nói nó tức là phải suy xét vậy. Mình tu phải suy xét, mình làm cái gì, mình nói gì, mình gặp ai thì mình lấy cái giáo lý Đức Phật mình kiểm chứng, mình so sánh để mình tìm được đúng sai. Bởi vì mình chưa làm chủ được mình được, mình chưa có đắc A-la-hán nhân trí huệ, mình chưa thông suốt hết. Cho nên trên thế gian này mình đánh giá sự việc không chính xác bằng cách mình đánh giá sự việc qua giáo lý Đức Phật. Ai tu hành, ai nói pháp, ai giảng đạo, ai dạy mình tu, ai chọn đệ tử giống như giáo lý Đức Phật dạy thì tạm thời mình tin theo. Mà nếu mà ông thầy đó ông nói theo giáo lý Đức Phật mà ông tánh ngã mạn, ông có thường người khác, ông chê khác người khác, ông có người khác bằng ông, đó như là ngã mạn như vậy là người đó cũng giả nữa. Đây là những người cầu danh, lợi dụng đạo để tạo đời, lấy cái giáo lý Đức Phật để làm tô son tác phẩm cho mình. Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khế từ bi, mình đắc đạo thì cái trách nhiệm cứu độ chúng sanh mình càng nặng. Thì như vậy mà con người mà muốn có tấm lòng mà cứu độ chúng sanh, lúc nào cũng thương yêu chúng sanh, dòm ngó chúng sanh để giúp đời giúp người, thì người đó không bao giờ tự tôn mình là gì hết. Mà nếu họ làm được gì họ cũng né. Ví dụ người đó tài năng chữa bệnh, ông này đắc A La Hán rồi, ông có thần thông, mình bệnh mình nói sư phụ của con lên tăng xong quá, chắc con chết. Ông nói không sao, đưa đây thầy so đầu cho. Lạ kỳ nha, nhiều thầy tôi chứng kiến so đầu không về cái hết bệnh. Mà sau này hết bệnh mình lại nói trời ơi thầy hay quá. Ông nói hay gì, có phước của con, nếu con không phước thầy cũng bó tay. Cái đó là con né khéo của họ, thấy không? Bởi vì những người mà đắc A La Hán vậy, họ biết người nào họ cứu được là họ cứu, khi họ chấp nhận họ cứu rồi là mình hết bệnh. Mà hết bệnh rồi mình nói là họ tài, họ không chịu đâu, họ dùng cách họ né. Còn như vậy mình nói vậy, vậy sao người đắc A La Hán đó tại sao không đi hết vô bệnh viện ai cũng cứu hết đi? Không, bởi vì đắc A La Hán họ biết người nào người nghiệp căn nó còn, quả đang tổ, nghiệp đang trả, họ không có cứu, thấy không? Cho nên thì họ cứu tùy duyên, họ thấy cái duyên lành mình có. Bởi do cái nghiệp trước mình còn chút đỉnh một cục, mình trả nghiệp sắp hết rồi, còn dướng trong thân tâm mình chút ít thôi, lúc đó họ mới tạo cái đức mình, họ chữa bệnh sơ cho mình. Để chi? Thứ nhất giúp cho mình mau hết bệnh, cái hai là tạo niềm tin cho mình tu hành. Hỏi chứ mình sẽ sắp chết mà không phải là cứu sống, giờ ông nói gì nghe nấy không, thì dễ mà tạo duyên cho mình tu hành. Đó. Rồi mấy người tu chân khánh họ cũng không bao giờ lợi dụng Phật tử đâu. Nếu ai lợi dụng Phật tử thì không phải chân khánh. Có nhiều người họ lấy cái cớ phải lập công đức nhiều, phải thương yêu Phật nhiều, phát tâm cúng bố khí nhiều, Phật độ cho, thì họ thường nói vậy. Mà nhưng mà ngược lại mình nghĩ, giờ cúng dường nhiều, giờ con cái chùa gần xóm con nghèo lắm, thôi chờ tụi con qua giúp chùa được không thầy? Cái sư phụ trả lời, cái đó sư phụ không biết à. Ông biểu mình cúng dường nhiều đi, rồi có phước. Mình nghĩ mình tin, mình nói vậy, hay sư phụ giờ kế làng con có chùa khổ lắm, vậy tụi con về đó giúp cái chùa đó thầy? Đó là sư phụ không biết à. Lấy đồng biểu cúng ổng thôi, còn cúng chỗ khác là không biết. Thì như vậy là tà đạo nữa rồi. Nó chứ cũng lợi dụng cái từ ngôn ngữ Đức Phật, cúng dường có phước, mà cũng cúng cho tôi, giờ cúng cho hàng biệt. Còn mình đổ mình về mấy con kheo thầy, thầy đổ cho về Tây Phương, mà kheo đậu tràng của thầy qua đậu tràng khác thầy không đảm bảo, vậy cũng là sai nữa rồi, thấy không? Cho nên mình có lý trí, mình có suy xét, mình khi ông thầy vừa nói ra là biết ông thầy nói đúng hay sai. Còn mình tu cái kiểu niềm tin mù quáng, nghe ông thầy nói vậy, trời ơi vậy cúng với ổng rồi cứ có phước thôi chứ cúng người khác không được à, thì mình sẽ tin vậy liền, phải không? Cho nên thầy nói chuyện này nói rộng ra riết rồi nhiều khi xúc chạm nhiều thầy khác họ ghét, nên ý thầy muốn mở mắt cho vị thầy thấy, nhìn thế gian đã biết ai đúng ai sai, phải không? Bởi vì biết có nhiều người chính thầy thấy nè, thầy nói là có chứng thầy đặc biệt, thầy nói không đặc biệt, thầy chính thầy thấy chứng mắt thầy chứng kiến. Bây giờ quý vị biết á, một niềm tin nữa, niềm tin xá lợi. Bây giờ Phật tử mình tin xá lợi không?
chắc có người tin mà tin phần đông, mà bản thân thầy cũng tin, thầy tin thôi chứ thầy thờ không có thờ. Bây giờ chính thờ thầy không biết cục nào giả cục nào thiệt, thầy thờ tức là Đức Phật chết lưu số lợi là có thật, nhưng thế gian bây giờ số lợi thật nó mất tiêu rồi. Mà tại sao họ biểu thầy thờ số lợi, thầy không thờ, thầy nói thờ số lợi chẳng khác gì mình vô tình mình làm cho mất uy tín số lợi. Bởi vì mình là người tu chân chánh là phải bảo vệ Đức Phật, bảo vệ xá lợi Phật. Mình khẳng định Phật tử Đức Phật chết có lưu xá lợi có thật, nhưng mà khờ xá lợi bây giờ tôi không khờ. Bởi vì mình thờ mình vô tình, mình tạo cái đà, mình tạo cái tiền đồ, mình tạo cái điều kiện cho cái kẻ ngoại đạo, cái khác làm mất giá trị xá lợi. Cái gì biết á, các tôn giáo khác thế giới bây giờ thấy có ai nói chết lưu xá lợi đâu, chỉ duy nhất là Phật chết lưu xá lợi. Cái đó minh chứng hùng hồn, các tôn giáo khác không bao giờ họ cãi được. Cũng như Hồ Chí Minh vậy, mình vậy. Có những quốc gia không thích mình, không ưa mình, nhưng mà tới ngày sinh nhật của Đức Phật, Đức của Bác Hồ, ngày sinh của Bác Hồ, sinh nhật Bác Hồ, nó vẫn tổ chức kỷ niệm. Tức là nó đạo đức Bác Hồ thì nó không thể chế được, nhưng mà quốc gia của mình nó ghét nhưng nó lãnh tụ Bác Hồ trong lục tận. Cũng như Đức Phật mình cũng vậy. Có những tôn giáo khác họ không thích đạo Phật, nhưng nói tới xá lợi họ không cãi được. Thì như vậy mình thấy là xá lợi lưu lợi là cái sự hùng hồn của sự tu hành. Cái thứ hai nữa quý vị thấy, tại sao bên Phật giáo nó có chết có xá lợi mà ở đâu có? Không phải là các tông phái khác có ha, duy nhất của Tịnh độ ha. Ha, nghe niệm Phật lưu xá lợi, chứ đâu có nghe nói ngồi thiền lưu xá lợi đâu. Mà tại sao vậy, như vậy mình nói là Tịnh độ cao hơn? Hơn thiền hả? Không phải. Mày suy nghĩ vậy, tức là cái duyên bị gì thế giới A Di Đà phương Tây, phương Tây cách đi 10 muôn ức cõi đó, thì mình không thấy được. Chỉ có người mà chết đủ duyên mới giảng sanh gì đó mới thấy thôi, ngoài ra không ai thấy. Mà hôm nay mình tin thế giới Tây Phương đó, mình tin đâu? Tin qua lời Đức Thích Ca Mâu Ni nói. Mình tin Đức Phật mà mình tin có thế giới Tây Phương. Thì như vậy tại sao trong cái thời Đức Phật còn sống không nghe nói ai niệm Phật lưu xá lợi, mà đã khi Đức Phật nhập diệt rồi tới cả ngàn năm sau này mới có người niệm Phật lưu xá lợi? Bởi vì Đức Phật chưa thiên biết là sau đời sau cái nghiệp căn chúng sanh nó dày, niềm tin nó sẽ mỏng, cho nên người ta mới dùng thần thông hoặc là dùng công năng tu hành những cho những người tu tinh tấn trong cái tu tông Tịnh độ niệm Phật đó, hay chết lưu xá lợi để chứng minh cho biết là ông này bà này chết đã giảng sanh Tây Phương rồi, để chứng minh có xá lợi nữa. Tức là để xá lợi để chứng minh là có Tây Phương có thật, chứ không phải là nói xá lợi đó là ông đắc đạo. Bởi vì Tây Phương thường nói mình niệm giảng sanh Tây Phương qua đó phải tu tiếp, thấy không? Qua đó tu tiếp nữa chứ không phải là qua đó thành Phật. Mà nhưng mà người niệm Phật có xá lợi để chi? Để làm minh chứng cho họ biết là cõi Tây Phương có thiệt. Mình nhớ như vậy đó, phải không? Thì như vậy mà nhưng mình nhớ vậy, mình tin vậy thôi. Nhưng mà người mình biết ha, ai mà chết lưu xá lợi á, thì mà chính mắt mình thấy, mình chứng kiến và tin nha. Chứ giờ nhiều người họ lừa lắm, họ lừa mình, họ làm xá lợi giả. Cái ông đó bà đó chết không có xá lợi, nhưng họ lấy xá lợi giả, họ áp đặt vô họ nói đây của ông đó, phải không? Mình họ có dùng chiêu bài đó, bởi vì họ lấy đạo cầu danh mà, họ lấy đạo cầu đời mà, nên họ sẵn sàng làm việc đó. Mà sẵn sàng thầy làm việc này không phải không minh chứng, thầy có dẫn quý thầy họ sử dụng vậy. Chính bản thân thầy giấu nơi chùa này đi, nói rồi nó đụng chạm, bị ông thầy này ổng cũng có địa vị trong giáo hội à, mà ổng cũng có chùa to cột lớn xe hơi, đại khái nó là chùa đầy đủ tiện nghi, mà nhưng mà ngài vẫn lừa Phật tử quý vị. Tôi thấy tôi buồn, bởi vì chùa ông này đặc biệt, Phật tử họ đồn họ nói với tôi, họ nói thầy ở chùa thầy đó có tóc xá lợi, hồi xưa thầy có nghe tóc xá lợi không? Tôi nói cái vụ tóc xá lợi tôi chưa có nghe, tôi nghe xá lợi duyên đó, hồi xưa người có tóc mà chưa thấy. Ông nói trời ơi sư phụ ơi, cái ông chùa ông trụ trì chùa này nè, ông có hai sợi tóc xá lợi linh lắm. À, mình tới đó ha, mình chấp tay cầu nguyện thành tâm á, nếu Phật chứng cho cái sợi tóc nó chuyển động cái mình nghe mình ớn, không biết có thiệt không ta. Mà giờ cái chùa này cũng gần mình không đi uống đi thế thầy nói Phật tử bữa nào tổ chức qua đó, mà qua đó ha, qua đó xem tóc sẽ lợi làm sao.
Thì ông thầy này ông giới thiệu, ông nói ông đúng ra thì không phải cái tóc này là hai sợi tóc xá lợi này không phải duyên của ông. Có hai ông thầy ở bên Sri Lanka đó và Việt Nam, ông muốn đem qua tặng cho ông thầy đó hai sợi tóc lợi. Bây giờ qua Việt Nam thì ông thầy này mất đi nước ngoài, mất không gặp được. Đem qua tặng ông thầy Việt Nam nè, mà ông thầy đó đi nước ngoài rồi, nên ông đó không có nhận được. Nên cái duyên sau hôm đó ông gặp cái ông thầy Sri Lanka này. Ông thầy Sri Lanka này nói ông có duyên đem tặng ông hai sợi tóc xá lợi đó. Cho nên chùa ông hờn hai xá lợi đó. Thì mình cũng nói tỏ lòng mong ước muốn gặp xá lợi của tóc Phật như vậy. Thì ông cũng chấp nhận. Thế ông đem xá lợi ra quý vị. Ông lấy một cái đĩa đĩa men thiệt trắng. Cái ông đem một xóc tóc xá lợi ra ông để. Ông để cái em biểu mình chấp tay cầu nguyện ý lòng mình sao đó. Thì thầy cũng chấp tay cầu nguyện thử, mình thử coi đúng gì không. Mình đem hết lòng thành kính tâm thành mình nói với Phật. Cái gì biết không, sợi tóc chuyển động liền. Làm phụ mình rùng quá. Trời ơi sao có sự màu nhiệm lạ kỳ vậy. Mà khi sợi tóc chuyển động rồi, cái lúc đó lý trí thầy cứu đi vô bệnh nổi lên. Và không để ý nữa mà khảo sát nghiên cứu. Cái thầy không biết sao. Kỳ vậy ta. Nhưng mà nhờ hai sợi tóc đó thầy biết phát hiện nó giả. Và một sợi tóc là thầy cũng bí luôn à. Cái xong xuôi cái sợi tóc nó phải chuyển xong rồi nó chuyển im, nó nằm im nó không chuyển nữa. Cho nên tới Phật tử họ dồn vô cái tới Phật tử họ cầu nguyện, ông đem sợi tóc thứ hai ra thầy phát hiện. Bởi sao à? Ông biểu đệ tử ông đem chung nước lại cho ông. Thì chung nước đó có cái nhíp bằng vàng cấp xá lợi nó là quý lắm mà, cho nên cái thầy cái nhíp thầy cái nhíp bằng vàng mới dần thiệt là giả không biết mà biết màu vàng. Ông đem nhúng vô cái chung nước gì cũng vũ cấm hò vô cái bát á, ông gấp sợi tóc ra. Thầy mới giật mình ra, à như vậy tôi hiểu rồi. Bây giờ tóc nó tóc mình để lâu ngày mà sấy nó khô lên, nó khô lên cái mình khi mà ông đụng nước thì nó nở rồi nó cong, cũng như cái cọng rơm mà phơi nắng lâu ngày Phật tử đem dục xuống ao coi đụng khắm nước cái nở ra nó cong cong kìa, phải không? Thì như vậy rõ ràng sợi tóc này cũng kìa là do sợi tóc này nó dính nước. Trước khi ông sấy sợi tóc này khô để trong cái bát đó, ông gấp cái sợi tóc ra, thì khi ông nhúng cái nhíp á, vô cái chung nước á, thì ông vũ nó vũ cho hình thức vậy, chứ cái trước sau ít nhiều nước cũng dính được cái nhíp, mà nước nó dính nhỏ mà đâu thấy. Nên ông kề ông gấp một sợi tóc đem để gà dĩa, thì chính lúc khi ông gấp vải đĩa đó, sợi tóc hấm nước để xuống cong liền. Rồi mình nói như vậy, sợi tóc hồi nãy ông đem ra đầu tiên không có nhíp tại sao cong? Thầy nói ổng cũng dùng nước. Bởi vì ổng đem một cái dĩa sành trắng, màu trắng ha, trắng bạch à, mà ổng nhúng những giọt nước ngay giữa dĩa mình giờ thấy không? Đâu thấy. Nhưng mà ổng cố tình ổng làm thì ổng đã sợi tóc nghe giọt nước thôi. Thì thấy là thầy thấy không được rồi. Thầy lui ra liền. Trời ơi, mấy Phật tử, mấy bà cụ già đi với thầy họ khóc quá trời luôn. Làm như từ nào tu hành muốn gặp Phật không gặp được, giờ gặp xá lợi thiệt của Phật. Mình cầu nguyện Phật chứng minh nó cục kia sợi tóc. Mấy bà khóc khuây suốt mốt, bà này khóc, bà kia khóc, lau chùi nước mắt tùm lum. Mà thầy ra ngoài sáng thầy ngồi, thầy nghe tiếng khóc mấy cụ lớn chừng nào trong lòng thầy đau chừng nào, đau. Đau thầy nói sao? Sao mạt pháp quá vậy? Tức là mình lừa luôn cái lừa Phật tử của mình. Mình làm thầy, mình đệ tử khí tôn rồi phải dạy cái pháp chân chánh cho ta tu. Tại sao mình còn đem cái tòa biệt bổng làm lừa nữa? Mà người ta vẫn an nhiên. Vì thấy gì như vậy mình thấy cái đời nó sao? Cho nên thầy nói tu hành phải có trí tuệ cái gì. Tại sao thầy phán xét bởi vì á? Niềm tin của thầy có sự phán xét, lý trí, suy nghĩ. Nên thầy mới phát hiện ra cái chỗ đó. Còn Phật tử mình có cái là tin thầy, thầy nói sao tin vậy? Nên đâu thấy được cái mẹo của họ. Thấy không? Cũng như mình thấy mấy đứa mà mấy người mà họ ảo thuật, mình thấy rất là hay, rất là lạ. Họ cắt cái khăn gì, họ cắt ba khúc, họ gấp là cái lơ chưa. Nhưng mà thật sự mà khi họ cái chương trình mà họ nói đằng sau lưng của nhà ảo thuật là họ giải thích cho mình nghe, mình thấy không có gì hết. Thấy không? Cái hộp đưa người con gái vô, đóng lại mở ra mất tiền. Không biết đâu nó rồi đóng lại mở ra con gái mình thấy đọc gì. Nhưng thật sự họ giải bà chỉ cho mình cách là cái mẹ của họ mình thấy bình thường. Thấy không? Mà đó là ảo thuật làm cho mình chơi là lý là tức là họ gạt người, họ nói tôi gạt với người nhà hàng
là người không có tội. Họ đem lên thánh đài, họ biểu diễn, họ gạt mình, bị họ nói ảo thuật, họ gạt mình, mà mình không biết, mình nói là họ hay, nhưng mà riêng người ảo thuật họ đâu có hay. À, còn cái này người tu mình tệ quá, mình đang ảo thuật, mình giả, mình nói giả đi, không chịu, mình nói thiệt cho người ta tin, cũng tệ vậy. À, bây giờ thấy nguy hiểm, cho nên mình tin như vậy. Nếu mình tin, nếu mà những ông thầy như vậy, mình họ họ lập đạo tràng, họ mở khóa niệm Phật, họ mở cái khóa niệm Phật thất, nhập Phật gì đó, họ chưa có dắt người đệ tử để chân chánh. Thầy tà làm sao dắt đệ tử để chân chánh được? À. Mà nhưng mà tại sao thầy nói là người ta dắt đệ tử không được chánh được? Bởi vì thầy nói mình chứng rõ ràng. Câu này trong kinh có ghi, đây là cuộc trò chuyện giữa Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Và hôm đó Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, nếu mà người tu thêm niềm tin, mà họ niềm tin đó phát triển, thì người đấy có thể đắc đạo được hay không? Thì Xá Lợi Phất thưa rằng, bạch Thế Tôn, con không bao giờ tu theo niềm tin, nhưng những người tu theo niềm tin mà nếu họ gặp được vị minh sư thì người ấy có thể đắc đạo. Đó, cái chỗ này, cái chỗ là Phật nói mình phải nhớ. Tức là Xá Lợi Phất khẳng định với Đức Phật là Ngài không có tu theo niềm tin. Là y như vậy á. Hồi xưa Xá Lợi Phất theo Phật không phải là tin Phật, mà qua sự trí huệ của Đức Phật, ông Ngài phục, Ngài ngộ được cái chỗ hiểu biết Đức Phật, Ngài theo đệ tử Phật. Xá Lợi Phất ngày xưa chỉ nghe giáo lý Đức Phật cái câu, tất cả các pháp cho duyên sinh, tất cả các pháp cho duyên diệt, hay là Ngài theo làm đệ tử Phật. Tức là qua cái suy giác đó là Ngài tu hành, Ngài không theo niềm tin. Nhưng mà Ngài khẳng định với Phật là người mà tu theo niềm tin, nếu gặp được vị minh sư thì người đó có thể tu hành đắc đạo. Hiểu cái câu có thể gặp minh sư, phải không? Thì hôm nay quý vị cũng vậy, quý vị tu niệm Phật, A Di Đà Phật, an lạc một ngày là cái công thức để tập luyện cho mình quen, để tạo cái nghiệp duyên mình quen, để về nhà, để làm cho cái tiếng niệm Phật mình từ chùa đến nhà không ngưng. Nếu niệm Phật tại nhà không, mình lời biến lúc niệm lúc không, cho nên điều khi mình quên luôn. Cho nên mỗi tháng, mỗi tuần gì đó mình phải tập hợp về chùa Long Thạnh này một lần. Để chi? Để gia cố tăng lực của mình, nghĩa là du nạp năng lực thêm. Mình ở nhà mình tu, từ từ cái pin nó yếu từ từ rồi, yếu là máy muốn hết chạy rồi, cái vô nhà Long Thạnh này niệm Phật ngày quên về nó nạp điện đầy vô rồi về niệm Phật tinh tấn nữa. Tức là mình vô đây để mình tạo cái đà để cho cái tiếng niệm Phật mình từ đây đến về nhà không hết, rồi không ngớt đến khi để khi mình nhắm mắt còn được niệm tiếng A Di Đà. Mà nếu cái đà đó để được giảng sanh gì, phải gặp vị minh sư. Mình tu niệm tin minh sư là cái người mà đang dẫn dắt mình niệm Phật này đó. Tức là vì mình tin Phật mà mình niệm A Di Đà, rồi hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, tới bây giờ là 66 cái ngày niệm Phật rồi. Mà quý thầy có trách nhiệm là giúp quý vị khai mở trí huệ, khai mở từ hiểu biết, thì lúc đó thì mình mới tin có thể là niệm Phật có thể giảng sanh. Còn này mình, nếu mình niệm Phật hoài, chỉ tin Phật A Di Đà là Phật trước, tin theo kiểu mù quáng đó, tôi đảm bảo quý vị không về được. Bởi vì mình đâu biết đường Phật chỗ nào. Cái trí là cái hướng đường, cũng như mũi tên mình bắn phải có hướng bay, chứ còn cái hướng đó là dùm bắn tên vậy. Mình niệm Phật là mình có cái cung, có cái tên sẵn, mà muốn này cái mình muốn tiến được là mình phải dương cung ra. Tức là trí huệ đó là giúp cho mình dương cung ra. Khi mà mình tắt thở rồi, cái cung này nó buông ra cái đó đó, cái sức mạnh của cái cung nó mới đẩy tên mình bay tới. Thầy nói niệm Phật niềm tin là trong tay mình có sẵn cây cung mũi tên, nhưng không có lực để kéo. Đến đây thầy giúp cho quý vị có sự hiểu biết niệm Phật là như thế nào, ở đất Tây Phương có cái gì, mà hiện tại ở Tây Phương Ta Bà nó khác nhau chỗ nào, mà tại sao mình từ bỏ Ta Bà này câu về Tây Phương. Thì cái đó nó mở trí huệ đó là mình có cái lực. Mình có cái lực đó đó, thì khi mình niềm tin mình nó vững, mình mới A Di Đà vững chắc về Tây Phương. Cho nên Đức Thầy đừng có nói, Đức Thầy thường nói quý vị, nếu ai yếu niềm tin thì hãy nên siêng năng học giáo lý, hoặc đến các đạo tràng nghe các pháp sư giảng, để chi? Để củng cố niềm tin. Thấy không?
thì như vậy nó mới được. Đó, quý vị thấy. Còn sau này mình thấy mình có đức lực chưa? Tức là mình niệm Phật. Nãy thầy nói rồi, cái người mà tu hành chân chánh, người mà có cái niềm tin, có sự quán xét, có sự suy xét, phán đoán theo kinh điển Đức Phật, dưới tâm đức nhu nhiếm ôn hòa, tức là hiền từ, gần gũi với mọi người, cũng như với người mẹ lúc nào cũng để ý đến con, cũng như lúc nào người anh người chị lúc nào cũng nhường giúp anh chị em của mình, ha, hết lòng giúp đỡ anh em mình, thì cái đó là vị minh sư mình nên khen. À. Chứ còn nói là thầy nào nói cứ theo thầy đi, thầy lo cho hết, đảm bảo cái gì không ai rớt địa ngục hết, thì mình thấy là mịch sư không có chuyện đó. Ngay Đức Phật còn nói ta được bằng đạo sư thôi chứ không đảm bảo gì hết trơn. Còn mà nó cứ theo thầy đi. Hồi đó tôi nói vậy, có ông thầy này nè, ông nói ông có bí kíp, ông biểu tôi là theo ông để sau này ông truyền bí kíp cho. Tôi nghe tôi cười tôi đi luôn, tôi biết này thầy dỏm. Ông thầy mà có thần thông, có bổ bối á, thì mình để ý âm thầm coi trong cái hàng chúng sanh, thế giới ta bà này, trong cái thời tăng chúng có ai tu hành đủ duyên là mình cho nó, tặng nó. Chứ không có kiểu mày theo tao sau này tao bàn bí kíp cho mày. Thấy không? Thầy nghe ông đó nói là thầy không tin liền. Bởi vì đó câu đó của người không chân chánh. Nếu người chân chánh không nói câu đó. Mà người chân chánh, thí dụ mình có bổ bối thực sự, thì mình già, mình yếu sắp chết, mình kê xem cho cái hàng em có con cháu mình tu học, đứa nào đủ tài đủ đức thì mình kêu nó đến mình ban cho nó. Mà những người mà mình nghĩ cái mình chọn người đó, thằng nó có đức rồi, giàu mình không biểu nó theo tao đi, tao tặng cho, thì mình chỉ ban bí kíp cho nó thôi, thì suốt đời nó trung thành với mình rồi, bởi nó có đức. Ha? Hưởng ơn người khác làm sao, phải nhớ chứ. Hưởng ơn hưởng của người khác phải nhớ chứ. Người có đức rồi khỏi cần mà nói mày trung thành với tao, tao mới cho khỏi nó. Mình chỉ mình biết người nó có đức rồi, mình chỉ cho nó một cái là tự nhiên nó trung thành với mình. Đó. Mình phải có ý phán xét vậy. Rồi cái hai cách sống cũng vậy thấy. Cái người mà tu hành họ có trí huệ rồi, tâm hồn rất nhung nhiếm và sống rất hiền từ, mình không để ý đâu. Mình không để ý mà không thấy đâu. Cái sự mà tu hành đó, đệ tử chứng đạo trước sư phụ là chuyện bình thường nhiều thế gian lắm vậy. Chứ không phải nói giờ như thầy vậy, thầy độ đệ tử, thầy cho đệ tử xuất gia theo thầy tu học là không phải là nó dở hơn thầy đâu. Có nhiều đứa nó đệ tử mình nhưng nó tu chứng qua la hán trước mình. Cái chuyện thế gian nó nhiều lắm, đệ tử chứng đạo trước sư phụ là nhiều. Nên ở trong câu sám hối hàng ngày mình hàng tháng mình có đọc cái câu á, có nguyện đặng thần thông diệu pháp sau này chi để cứu độ huynh trưởng anh em thân bằng quyến thuộc, sư phụ anh em thân bằng quyến thuộc. Thì như vậy cái người tu mà tại sao họ biết đó họ, nhưng mà mình đâu có biết. Nếu mà người tu thực sự mới thấy. Có câu chuyện cái ông thiền sư này, ông vậy nè, ông thầy cũng tu cũng già rồi, mà hơn người già thấy bệnh. Mà bệnh này, khi con bệnh của người nó đau đớn khó chịu, nó hay bực dội hay nổi nóng. Không biết bữa hổm một sư thường đệ tử chú tiểu nhỏ đó, không biết làm cái gì ông không vừa ý, ông lấy quạt quăng nó một cái trong ngàn mắt. Mà trong ngàn mắt hư nhỏ nó trộn con mắt, mà nhỏ đâu nói, không nói gì sư phụ nó hết. Thì hôm đó sư phụ kêu nó lên hầu cầm cái quạt để quạt cho ông. Mà sao mà nó mới nay sẽ lên cầm cái quạt mà cứ nó quạt cái tay trên mắt con quạt. Ông thấy kỳ, ông quay ông hỏi chứ hôm nay con làm gì mà lấy tay che mắt mà kỳ gì vậy. Nó nói ngày hôm qua sư phụ ném cái quạt lỡ trúng mắt con, giờ không biết sao con đau quá con phải đường. Ông sư phụ này dòm là thấy trời ơi, con mắt con mà đệ tử mình vợ kéo may trật trơn hết rồi, muốn thư không nữa. Cái ngày hối hận, ngày mới hối hận cái trong sự nóng nảy của mình không kìm được tâm, mình vô tình làm cho đệ tử mình đuôi con mắt. Mà đệ tử mình sao đạo đức quá, luôn đó nó không nói cho mình biết luôn, âm thầm chịu đựng. Thấy không? Cái ngày ăn năn hàng ngon, ngày cảm thấy ăn năn, ngày cảm thấy khó chịu trong lòng của ngài. Cho nên ngày hôm sau, ngài lên ngài bạch với Phật: thưa Đức Thế Tôn, con có một đứa đệ tử rất là đạo đức, con làm lỡ tay làm nó vậy mà nó không phiền tách con, nó vẫn một lòng tôn kính phục vụ cho con thấy làm khổ sẹn quá chừng.
Rồi Đức Phật mới nói: ông có biết không, chú tiểu đệ tử ông đó là A La Hán tái thế. Thấy không? Thì như vậy á, còn mình bây giờ sao ạ? Lão quăng trúng con mắt cái sư phụ trong lo làng rồi. Thấy không? Mình đâu có sao đâu, đó vậy đó. Trời ơi, mà ông đụng con mắt tôi đuôi con mà không xin lỗi, tôi bỏ ông qua chỗ khác tôi ở. Thấy không? Khó chưa? Cho nên á, cái người mà tu hành đắc đạo họ rất hiền từ, nhu nhiếm và rất trung thành. Cho nên đệ tử bây giờ có nhiều người cũng vậy, mình học, ví dụ có nhiều người bây giờ kỳ lắm, nó tánh phạm nhiều, tánh Phật đó mà à, đệ tử xuất gia cho nó rồi, đưa nó về thành phố nó học. Nó học xong rồi nó thấy ông thầy nó dốt, ông thầy nó không biết giáo lý, nó bắt mãn bỏ chùa qua chùa khác ở. Hoặc là về nó coi thường sư phụ nó. Bởi vì thầy các sư phụ nó từ xưa giờ ở trong chùa cuốc ruộng cấy lúa, tỉa lúa sống đâu làm gì. Cái ba ngày ba thầy kinh rồi ra ruộng cuốc đứa đâu biết gì. Nay có đệ tử cho thành phố học về cái nó chê ổng. Người đó tu hoài không thành đạo. Cái đó là cái người thứ ba thầy nói. Cái người thứ hai có niềm tin, có suy xét nhưng mà cống cao ngã mạn. Mà tánh cống cao ngã mạn đó là gì? Tánh của ma dương, tánh hơn thua. Mà cái người tu đó đó là lúc nào họ cũng lấy cái danh cái lợi làm đầu. Ha. Thấy những người đó mà lỡ là cho họ một cái vụ nào cao trong cái hội, cái sau này có chuyện gì cắt chức họ coi, không cho họ làm, họ buồn lắm. Còn Phật tử giàu có mà theo họ cái rồi nay sau này phát hiện họ có gì đó họ phết nữa, họ qua cái qua làm à, làm nhà mạnh thường quân cho chùa khác, cái ở cái mày mốt cái thấy đệ tử không giòn giận. Thấy không? Đó, rồi có nhiều người họ nói như vậy. Mà nhân ba chính mà mình biết để mình nói gì biết để thôi, chứ thầy dám chơi bị gì mình mới. Có ông thầy này ông nói vậy. Tôi quý vị biết không? Tôi ý định tôi không muốn đậu mở đậu tràng đâu. Mà giờ tôi thấy Phật tử mà theo tôi tu hành mà cứ khích đi đậu tràng, mà tôi sợ quý vị đi đậu tràng không biết quý vị có tu được hay không. Nên giờ tôi thương yêu quý vị lắm, mà chăm lo đời sống tu hành quý vị lắm, cho nên giờ tôi quyết định lập đậu tràng. Quý vị về đây giữ đậu tràng với tôi. Tôi không muốn Phật tử tôi đi qua đậu tràng nào hết á. Thì ông nói mình nghe trong giọng phương ha, mới nghe mình nghe cái anh nó thương. Nhưng mình suy nghĩ kỹ là ông thầy này ông ít kích kỹ. Ông sợ Phật tử qua đậu tràng khác bỏ ổng mất đi. Nên ông sợ Phật tử bỏ ổng nên ông lập đậu tràng mới. Ông lập nó là đậu tràng vì Phật tử mở đậu tràng. Ông muốn Phật tử đi tu ổng được theo ai hết. Ông nói tưởng trong lòng mình nhưng mà người mình nghe câu nói. Bởi vậy con người mình khi bỏ đi lòng tham, lòng sân rồi, tâm thanh tịnh rồi, tự nhiên mình lắng nghe giọng người mình biết người đó hiền hay ác liền. Còn mình bây giờ cái tính tham, tính sân mình còn. Mình họ nói mình hay lường gạt mình lắm. Ấy dụng giờ mình thích, tâm đang thích mà. Thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia. Nên ai hứa là mình khoái. Ai hứa là mình khoái. Đấy. Còn khi mà mình không thích nữa, khi họ nói câu nói mình có nhìn nghe sao mình phán xét câu nói họ liền. Bởi vì vậy đó. Bởi vậy. Cho nên chính cái chỗ đó bây giờ thấy cái niềm tin rất là quan trọng. Cho nên quý vị phải phán xét suy nghĩ. Mà phán xét suy nghĩ ở đâu? Tức là dựa vào giáo lý mà tu hành. Dựa vào giáo lý. Mà dựa vào giáo lý. Mình niệm Phật cũng vậy nha. Cũng phải dựa vào giáo lý. Thầy nói không phải là ấy đâu. Có nhiều người bởi vì ai cũng nói. Họ nói lại tức mất thì mình cho mình tin mà. Cứ các con cứ tin A Di Đà đi, niệm Phật A Di Đà đi, niệm 10 tiếng hoặc nghệ tất chết luôn, đảm bảo là cái gì giáng sanh liền. Tôi nói quý vị, nếu mình không hiểu được nghĩa lý A Di Đà, mình không hiểu được giáo pháp Đức Phật dạy, nó giống như mình đang hát bài hát vậy thôi. Hát bài hát cũng có vậy. Nên thầy nói niệm A Di Đà phải có nội lực. Nội lực đó vậy là trí huệ của mình. Trí huệ của mình, niềm tin dựa vào trí tuệ, nó tạo thành năng lực. Năng lực đó thì nó thi mình bỏ sát thân này, rồi cái chân linh mình mới nhờ cái lực đó mà giải thoát khỏi ta bà này, sanh về Tây Phương. Thấy không? Chứ còn cái câu như là Phật là cái âm vang tiếng. Thí dụ giờ mình nói đi,
người ta ca ngợi, ta nói giờ con két mà niệm A Di Đà sao thành người ý mà nói cái nhân duyên gieo cho lành, nhưng thực sự con két nó nói A Di Đà Phật, A Phật, nhưng trong tâm nó không có tác ý, nhìn cái chỗ nó niệm A Di Đà Phật mà không tác ý cho nó không phải sanh quả Phật được. Còn tại sao có nhiều người hãy nói con két nó kêu nó niệm A Di Phật thôi là kiếp sau đầu làm người, ý mình nói là nhân quả, nếu gieo nhân thì hiện thì sanh quả hiện, nhưng mà mình lấy con két một ví dụ là thấy hơi quá đáng, bởi vì khi nó không hiểu A Di Đà gì hết, nó không tác ý. Còn người mình như nè, ví dụ mình không tin Phật, nhưng mà mình nghĩ hồi đó mình nói thôi mình niệm Phật thử coi, tức khi mình giàu có niệm thử đi nữa, nhưng mình có tác ý mình niệm, nên giàu mình không tin Phật, vô tình mình niệm một câu niệm Phật thôi, thì trong cái chủng tử A Lại Gia mình nó cũng lưu giữ cái không tin đó rồi, tới một ngày nào đó đủ duyên cái không tin nó sẽ bộc phát ra. Bởi vì mình nói mình niệm thử thôi là mình tác ý rồi. Còn con két thì nó nói A Di Đà Phật đâu có thử, nó giờ nó không kêu chó chét thì nó kêu A Di Đà Phật. Ý là nói tất cả các tôn phái tu lên thế gian này, dầu mình ở Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông cũng không rời giáo lý Tứ Diệu Đế. Như vậy Tứ Diệu Đế nó có nói về pháp tu đức tin không? Có tu niềm tin không? Có cái gì? Trong Tứ Đế nó có cái phẩm Tứ Đế này, ngũ căn ngũ lực. Ha, nãy thầy nói niệm phải có là sức mạnh là ý, thầy dựa chỗ này nè, ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn này tính niệm, ha, tính tấn niệm định huệ, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, từ cái gốc này nó sanh ra tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Như vậy đầu tiên là khởi nguồn bằng chữ tính, cuối cùng thành chữ huệ, thấy không? Rõ ràng. Thì như vậy cái mới khởi ý này là mình thấy nếu mà người tu theo tịnh độ, các pháp sư giảng kinh tịnh độ dạy cho Phật tử tu niệm Phật A Di Đà phải nhớ ngay chỗ ngũ căn ngũ lực, tức là dùng đức tin cuối cùng mình đưa Phật tử đến chỗ trí huệ. Rồi mình bây giờ mình vô các đạo tràng niệm Phật cũng vậy, nếu mình đến chùa nào, đạo tràng nào, vị pháp sư, vị trụ trì biểu mình niệm Phật, là trong thời gian niệm Phật đó quý vị còn giảng kinh thuyết pháp cho mình nghe thêm, đó là minh sư. Còn ai mà đến chùa đã mở đạo tràng hay cứ kêu niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, ngoài ra không bị không dạy mình gì hết, thì chỗ đó mình suy xét lại. Thì hôm nay thời gian có giới hạn, thầy nói như vậy cho quý vị biết, tức là mình tu hành mình phải có niềm tin, mà niềm tin đó phải dựa vào sự hiểu biết. Mà hiểu biết đó thầy không dùng nói từ hiểu biết, niềm tin là hiểu biết, nhưng mà thầy nói niềm tin là sức mạnh, là sức mạnh là chỗ hiểu biết. Nên mình có hiểu biết thì mình niệm Phật mình không gián đoạn. Rồi khi mình nhắm mắt qua đời, chính hiểu biết đó đưa mình về tới